Chào mừng quý vị đang đến với chương trình What Do You Think? Bạn nghĩ sao? Cùng với Trúc Loan, Luân Trường và Hà Vi trên băng tần 57.7 đài AVA TV. Xin chào hai bạn. Xin chào hai bạn. Dạ, xin chào hai anh chị. Một tuần đã trôi qua rồi quý vị. Và hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái câu cùng nhau bàn đến một câu nói. Mà trước khi chúng ta nói đến cái chủ đề hôm nay đó, thì nếu như quý vị có những cái mong muốn hay là cảm thấy là thích chương trình quá, muốn bảo trợ chương trình thì xin hãy liên lạc vào cái số phone đang có trên màn hình, cũng như là có thể gửi email vào cái email đang có trên màn hình quý vị nhé. Cũng như là mọi ý kiến đóng góp thì quý vị cũng có thể email hay là gọi vào số phone đó đang có trên màn hình. Thì chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mà câu nói này được một cái nam ca sĩ rất là trẻ ở Việt Nam nói cái này cũng phải chừng 8 năm rồi. Và câu nói đó cũng rất là viral trong thời gian đó. Đó chính là nếu như muốn ngồi ở những vị trí không ai ngồi được thì bạn phải chịu được những cảm giác không ai chịu được. Đó, thì hai bạn cảm thấy như thế nào về câu nói này? Cái câu nói này Trúc Loan muốn biết là ai nói? Ca sĩ nào đó phải Sơn không? Tùng MTP. Ok. Nếu mà Sơn Tùng nói câu nói này thì Trúc Loan cũng thấy cũng có những cái đúng trong cái câu nói này. Tại vì sao? Tại vì khi mà quý vị mình hay là ví dụ như là một ông vua chẳng hạn đi ở cái ngôi cao nhất thì chắc chắn là phải chịu những cái áp lực mà những cái người bình thường không thể nào trải qua được, không thể nào hiểu được. Cho nên Trúc Loan nghĩ là những cái người mà họ càng làm những cái việc lớn thì họ sẽ có những cái stress, những cái áp lực người thường chưa chắc là đã trải qua được. Và phải chịu được những cái stress, những cái áp lực đó thì họ mới có thể tiếp tục họ đứng ở những cái ngôi vị cao nhất đó để họ có thể kiểm soát, họ có thể quản lý hay là họ có thể làm một cái người mà lãnh đạo tốt. Cho nên em nghĩ là cái câu đó thì cũng có cái đúng. Hà Vi thì nghĩ là tùy theo người quý vị nhé. Có nghĩa là có người thì họ đi từ dưới đi lên thì khi họ ngồi lên trên đỉnh cao thì họ cảm thấy rất là bình thường. Còn có nhiều người thì bắt đầu là từ dưới, họ không đi từ dưới lên mà họ đặt họ cái vô cái vị trí cao luôn. Thì nó sẽ có những cái cảm giác khác thưa quý vị. Nên là tùy theo mỗi người khác nhau và tùy trường hợp. Cảm ơn chị Hà Vi cũng tùy. Thì bản thân Luân Trường không có đồng ý với câu nói đó. Đầu tiên thì để Luân Trường giải thích là cái câu đó là như thế nào. Tức là ví dụ như là một người ca sĩ nổi tiếng. Đó thì khi mà họ nổi tiếng được như vậy, tức là họ sẽ phải có những cái áp lực, những cái gì đó mà họ phải chấp nhận, phải chịu được những cái điều đó. Mà những người thường họ không hay chịu, không biết được những cái điều đó. Họ không trải qua được, họ không biết được. Cũng như là chưa chắc họ làm được như vậy, họ không chịu được áp lực gì. Nhưng mà Luân Trường, cái câu đó nó bị một cái lỗ hổng như thế này. Là nếu như quý vị muốn ngồi ở những vị trí không ai ngồi được. Những vị trí mà không ai ngồi được tức là có những cái sự gian nan để chúng ta đến được vị trí đó. Đúng không? Còn những người mà họ đã đến được vị trí đó bắt buộc là họ phải trải qua những cái chỗ khác để họ biết được là chỗ này là tôi ngồi được mà không ai ngồi được đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như vậy á thì cái điều đó sẽ không đúng ở chỗ là chưa chắc cái người đó đã từng ngồi hết tất cả những cái ghế ở phía dưới, từng ngồi tất cả những cái nơi khác để mà họ đưa ra câu nói là cái chỗ của tôi ngồi mới đặc biệt, chỉ có tôi mới chịu được thôi. Chịu không? Cho nên á, tại sao câu nói có một cái lỗ hổng như vậy? Bây giờ ví dụ Luân Trường nói là người ca sĩ đó họ nói là muốn nổi tiếng như tôi á thì phải chịu được cái chuyện là bị anti fan. Đó, anti fan là một ngày lên trên internet đó là chửi tôi biết bao nhiêu lần nè, kiếm bao nhiêu chuyện để mà gọi là đặt điều cho tôi để mà những cái bài báo được nổi tiếng chứ hạn vậy. Và tôi phải chấp nhận sống trong những cái lời nói đó, thị phi đó mỗi ngày. Nhưng mà đó, bây giờ hỏi một cái người đó, nếu như bây giờ bước xuống mà đi đến một cái nơi, vào một cái nơi để mà cầm lên, để mà thí dụ cầm chân người ta lên để làm nail cho người ta, nếu như kêu cái người ca sĩ nổi tiếng đó phải bước vô cái nơi cầm chân người khác lên để mà làm nail, vậy thì á hỏi cái người đó có làm được hay không. Nếu như nhìn theo cái hướng của người đó thì những cái vị trí khác có thể là sẽ người ta, bao nhiêu người sẽ khao khát được cái vị trí như người này, em hiểu không? Nhưng mà bây giờ một cái vị trí kia đó có thể là nhiều người khác có thể làm được. Nhưng mà cái người này kêu là cái chỗ anh đó ngồi là không ai ngồi được, vậy thì anh đó có thể làm được cái công việc đó hay không? Cũng có thể làm được nếu mà do họ chọn làm hay không. Có nghĩa là họ có thể là ở đây thì họ không làm được, nhưng họ ở cái khu vực khác thì họ lại làm được. Và cũng có thể họ sẽ không làm được tại vì họ đã quá quen với cái câu chuyện là sống trong nhung lụa chẳng hạn như vậy. Tại sao có nhiều người á họ sinh ra ở góc phố như này chị nói á, rồi cuối cùng á khi mà gia đình họ gặp thất bại là họ không biết bắt đầu từ đâu, họ không gượng dậy được tại vì họ đã quá quen rồi, em hiểu không? Và nếu như câu đó, những người đó họ nói được câu đó tại vì
họ đang có được những điều đó. Và họ nói của đó để cho người ta là bớt thèm thuồng, tại vì cho thấy là những cái chỗ này là mày không phải, tao không hiểu được đâu đó, em hiểu không? Cho nên họ sẽ nói ra những cái câu đó để cho, nhưng mà cuối cùng á, là thật ra họ chưa có từng trải qua những cái điều chỗ đi bên dưới để họ đi lên được cái vị trí của họ. Đúng, thật ra Trúc Lan thấy em thì là em không có đồng ý lắm. Là tại vì Trúc Lan thấy hồi xưa đó, thưa quý vị, hồi xưa thì có mới có cái kiểu là cha truyền con nối, hay là mình người có nghĩa là không cần có tài mà có cùng dòng máu là được chức, được quyền, hay là được được tài sản, được nắm công ty như thế nào. Cái đó Trúc Lan thấy là cái quan điểm nó hơi cũ. Còn bây giờ cái quan điểm bây giờ, những cái người mà họ giàu có hay những cái người tỷ phú họ cũng như vậy, họ cho con của họ làm rất là nhiều công việc. Họ dạy con bằng cách là cho con làm việc từ những cái công việc chân tay bình thường để tự kiếm. Em nghĩ thôi, đâu phải ai cũng sẽ làm vậy. Rất là nhiều. Càng em thấy á, có nghĩa là không phải ai cũng làm như vậy, nhưng mà bắt đầu có nhiều người họ nhìn thấy được là nếu như mà con của mình giàu có rồi, mình nuôi con mình trong cái cuộc sống nhung lụa không cho nó làm gì hết, thì sau này chắc chắn là cái sự nghiệp nó lớn đến mức nào nó cũng sẽ bị đổ vỡ thôi. Cho nên có rất là nhiều người bây giờ họ rất là quan tâm đến cái cách dạy con và họ cho con họ bước ra cuộc sống. Thì với cái trường hợp của Sơn Tùng, khi mà Sơn Tùng nói cái câu đó, Trúc Lan thấy là không sai. Là bởi vì sao? Bởi vì Sơn Tùng từ ở dưới đất đi lên, có nghĩa là từ ở những cái từ là một cái người không vô danh, không có cái gì hết, dùng hai cái tay của mình, dùng cái khả năng của mình để làm thành cái người ca sĩ top ở Việt Nam, đứng đầu ở Việt Nam bây giờ, và vươn ra tầm thế giới, làm được những, có được những cái giải thưởng lớn ở nước ngoài, rồi có những đi vào những cái bảng xếp hạng Billboard, những cái bảng xếp hạng lớn của thế giới, từ một cái người bình thường thôi quý vị, chứ không phải là được nâng đỡ. Thì Trúc Lan thấy là khi mà anh ấy nói cái câu đó, có nghĩa là anh ấy cũng đã trải qua rất là nhiều những cái khó khăn trước đó mới đạt được cái vị trí này. Nhưng mà ok, anh chấp nhận cái chuyện là anh ấy đã cố gắng vận động đôi tay. Còn những cái người mà đã giàu có và con của họ có thể họ nghĩ như nào đó thì lưu trường không muốn bàn sau cái chuyện đó. Nhưng mà nói về cái anh ca sĩ này, cái chuyện là cái anh nó đạt được từ đôi tay á, thì lưu trường đồng ý cái chuyện đó. Về cái thành quả anh gặt hái được không phải là từ người khác đưa cho ảnh. Nhưng mà cái câu nói của ảnh á không có đúng theo cái lưu trường nhìn thấy. Tại vì á, em nên nhớ, em muốn biết cảm giác cái chỗ đó như thế nào á, em phải ngồi lên được cái đã. Chứ bây giờ em ngồi ở đây em thấy thoải mái, hay là em ngồi trên ghế sofa em thấy thoải mái hơn, em phải ngồi lên cái sofa em mới biết là cái sofa ngồi nó thoải mái hơn cái này chẳng hạn, như vậy đúng không? Thì ai muốn ngồi lên cái ghế sofa đó thì phải tự vận động, tự thân vận động để được lên cái ghế sofa đó ngồi. Nhưng mà cái vấn đề cái câu nhưng nói mà đâu phải là... ai có nghĩa là cái ghế này ai cũng ngồi được đi, nhưng mà cái ghế sofa đó anh phải giỏi, anh phải có khả năng anh mới được lên ngồi. Không, nhưng mà cái thì câu... những người khác ngồi chưa được. Cái vấn đề ở đây á là cái câu nói đó đang chỉ những người đó là giống như bây giờ anh nói em nè, em ngồi ở đây đúng không? Em có thấy em ngồi ở đây em thoải mái hơn hay là em ngồi bên ghế sofa thoải mái hơn? Thì bây giờ nếu em chưa bao giờ ngồi trên ghế sofa thì có phải là em phải ngồi được ngồi lên ghế sofa ai mới biết nó thoải mái hay không, đúng không? Thì em phải có khả năng em mới được lên ghế sofa không, ngồi. Nếu vậy cái khả năng anh không nói tới, tại cái câu nói này á là nếu như em muốn ngồi cho đó em phải chịu được cảm giác đó, nhưng mà em chưa ngồi làm sao biết cảm giác ngồi đó như thế nào? Tức là câu này nó hơi bị sai ở chỗ vấn đề là nguyên nhân và hệ quả. Nguyên nhân ở đây là gì? Nguyên nhân ở đây là em phải ngồi lên được, cái hệ quả là em gọi là lâu cái nguyên nhân là em phải nổi tiếng. Rồi em cái thứ hai hệ quả là em mới biết được là cảm giác như thế nào. Nhưng mà cái câu đó lại cho người ta thấy là thực sự là em cần phải có cái hệ quả trước, tức là em phải có cái khả năng chịu đựng trước em mới leo được cái vị trí đó. Nếu em đọc câu đó ra đúng là vậy, đúng không? Nếu như muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải có cái cảm giác, phải có cái sự chịu đựng những cái cảm giác mà không ai chịu được. Tức là cái câu đó nói là nếu như anh có khả năng anh chịu được như Xuân Tùng thì anh sẽ ngồi được trên chỗ đó, chứ không phải là để leo được ngồi chỗ đó đó thì quý vị mới coi là quý vị có đủ cái sức chịu đựng ngồi chỗ đó hay không, để mà giữ được cái vị trí đó hay không. Cái đó là hai cái vấn đề khác nhau. Nói chung phải có tinh thần thép lắm đó, là phải có từ cái sự mà đi lên đó, sau đó thì chúng ta ngồi ở đó thì nó cũng gặp nhiều áp lực, cũng nhiều chuyện lắm mà chúng ta cũng phải trải qua thì mình mới cảm nhận là mình giữ vững được khi mà mình ngồi vị trí đó. Tức là cái câu đó phải nói là để mà ngồi được vị trí này thì các bạn phải làm những điều mà không ai làm được, quý vị mới lên được chỗ đó. Nó hợp lý hơn là để ngồi chỗ này thì quý vị phải có khả năng chịu đựng hơn người ta. Tại vì chúng ta chưa ngồi lên thì làm sao chúng ta biết cảm giác ở đó như thế nào, làm sao chúng ta biết được cái sức chịu đựng chúng ta như thế nào, đúng không? Em chưa ngồi lên ghế sofa làm sao dám chắc đó là cái chỗ này ngồi tốt hơn hay là chỗ sofa ngồi êm hơn. Nhưng mà Lân Trường nói là có nhiều người mà họ nổi tiếng nhưng mà bảo họ bây giờ đi làm neo họ có làm được không, thì Hà Vy thấy là đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp là họ rất là nổi tiếng là diễn viên ca sĩ ở Việt Nam, nhưng khi họ đi qua bên Hoa Kỳ thì họ phải
sống ở đâu phải theo đó. Và họ cũng là chủ tiệm nail, cũng là nhân viên tiệm nail là bình thường. Không thì lưu chuyện nói đây là cũng có rất là nhiều người họ không thoát khỏi được cái ánh hào quang của họ, chịu không? Và họ không thể chấp nhận cái thực tế là họ đang qua đời hay gì đó để mà họ làm những công việc khác. Anh người một hoàn cảnh khác nhau. Anh có thể nhắc lại cho quý vị cái câu nói chính xác. Cái câu nói chính xác đó là để ngồi được ở những vị trí không ai ngồi được, bạn phải chịu được những cái cảm giác mà không ai chịu được. Những cái áp lực không ai chịu được. Những cảm giác luôn, những cảm giác, những áp lực. Tại vì đương nhiên Trúc Loan thấy câu đó là hoàn toàn đúng luôn. Tại quý vị ơi, có những cái vị trí nó có rất là nhiều áp lực, không phải là người bình thường nào cũng có thể làm được. Mà những cái người kia họ đã vươn lên được những cái vị trí đó thì họ sẽ chịu những cái áp lực rất là lớn, thuyền lớn sóng lớn. Thuyền càng lớn áp lực càng lớn. Cái này đang rất là gay cấn cho quý vị, và chắc quý vị khán giả ở đây cũng đang có những cái suy nghĩ trái chiều phải không? Tại mỗi người một cái quan điểm khác nhau. Thì bây giờ cái thời gian của phần 1 tạm thời khép lại, quý vị vẫn giữ băng tần 57.7. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 57.7 của đài AVA TV, và chúng ta đang trở lại phần 2 của chương trình Bạn nghĩ sao, What do you think? Và hôm nay chúng ta đang nói về đề tài là câu này hơi bị dài quý vị nha, là để ngồi được những vị trí không ai ngồi được, bạn phải chịu được những cảm giác hay là những áp lực không ai chịu được. Thì câu nói này ở đây Dung Trực cảm thấy sai, bạn Trúc Loan cảm thấy đúng, còn chị Hà Vy thì là chị Hà Vy cũng tùy, thì cũng đã thấy được là cái kết quả như nào. Thì ở đây á là cái câu này á nó sai ở chỗ là cái vị trí của hai vế nó làm khác nhau. Tại theo cái câu này á là cái chuyện là bạn ngồi vào cái vị trí đó là cái kết quả của cái chuyện là bạn phải chịu được những cảm xúc đó, bạn mới ngồi được những vị trí này. Tức là sao? Tức là nó hơi khác ở chỗ theo Trường nghĩ là mình phải ngồi vô trước, mình biết cảm xúc, cảm giác, áp lực nó như thế nào. Thì mình phải có khả năng mình mới được vô ngồi chứ. Cái chuyện khả năng không, Lưu Trường không nói ở đây. Tại vì Lưu Trường đang nói câu này á là giống như là bây giờ á là mình đem ra kêu là ngồi lên cái ghế sofa như nãy Lưu Trường nói, thì nếu như không ngồi lên ghế sofa thì không biết cái cảm cái nó êm hay không, đúng không? Phải đi được đến cái ghế mới ngồi chứ. Đó. Nhưng mà cái câu đó không đề cập cái chuyện đi đến ghế. Tức là bây giờ giống như thách thức người ta vậy đó, giống như vậy, như là mày không được nói tiếng đâu, tại vì mày không chịu được cảm xúc như tôi chịu, nhưng mà làm sao có thể nói được như vậy. Giống như cái trước đây á, có một cái cô ca sĩ thì giống như là cổ đã từng ngồi làm giám khảo cho một cái cô ca sĩ khác, như là bước chân vô nghề. Nhưng mà sau đó 10 năm vị trí nó được đổi ngược lại, cái cô ngày nào đi thi á, cổ lại làm ban giám khảo cho cái cô dưới kia đi thi. Tức là cái mọi chuyện á nó sẽ không có xác định được là như thế nào, là chúng ta biết được nó sẽ đi gì đâu hết. Cho nên khi mà em nói ra một câu như vậy đối với một người ngoài á, giống như em đang đóng hết tất cả mọi thứ lại và như mà em đang rào lại hết, tức là để được như tôi á, em hiểu không, là phải chịu được cảm xúc này, nhưng mà người ta chưa lên đó làm sao mà em dám biết chắc là người ta có chịu được hay không. Trúc Loan thấy là cái đó là do cái cách anh Luân Trường nhìn nhận cái câu nói. Tại vì cái câu nói này, cái cách anh nhìn nhận theo cái khía cạnh của anh. Còn ví dụ như khía cạnh của những cái người khác thì Trúc Loan thấy là cái câu này chỉ giống như là nhắc nhở những cái người khác là ok, nếu như mà bạn muốn ngồi vào cái vị trí của tôi thì tôi cho bạn biết là nó sẽ rất là nhiều áp lực nha, nó sẽ có rất là nhiều những cái cảm giác tiêu cực, bạn phải chịu được cái đó bạn mới ngồi được cái vị trí của tôi. Là một cái sự nhắc nhở cho người ta, chứ không phải giống như anh nói là rào cản cho mọi người đừng có cắt đứt cái sự mơ mộng của người khác. Thì Trúc Loan thấy là cái này thật ra là do cái cách nhìn của mình, nhìn vào cái câu nói thôi. Có nghĩa là một câu nói, nhưng mà chúng ta cái cách nói của mình và cái cách suy nghĩ thôi. Cách mình nhìn giống như bây giờ mình bảo chứ vào ăn cơm đi con thì nó khác, vào ăn cơm đi con là nó khác, đúng không? Đúng thì rồi, hai cái nó khác nhau. Đúng rồi. Thì cái bản thân Lưu Trường cảm thấy cái câu đó thì nó không đúng. Tại vì thực sự á, là ở đây á, đối với mọi người á, sẽ có những giống như Lưu Trường nói á, là đúng ra chúng ta phải cảm giác á, phải nói á, là để mà chúng ta có được những cái vị trí chúng ta muốn ngồi á, thì chúng ta phải cố gắng vận động để đến được đó. Đúng. Còn cái việc mà khi mà ngồi trên đó xong á, cái áp lực như thế nào á, đối với mọi người sẽ có sự khác nhau. Có hai người ngồi ở hai vị trí như nhau, hai ca sĩ như nhau, nổi tiếng như nhau, nhưng mà có hai người đó sẽ handle cái áp lực rất khác nhau, mặc dù họ vẫn nổi tiếng. Nhưng mà tại sao có người đó họ quyết định là kết thúc cuộc sống của họ, nhưng mà có người á họ chấp nhận sống tiếp, hoặc là có người á là họ biết họ dừng ngay ở lúc họ nổi tiếng để họ về hưu. Tức là họ dừng lúc đó là rất là thông minh. Còn có những người á họ cố gắng
kéo gọi là ăn mày quá khứ, tức là khi đã đi qua hải quan họ chỉ cố gắng níu kéo, tức là cũng là một vị trí như nhau nhưng mà sẽ có những cái áp lực nó khác nhau, và mỗi người cũng như cái chuyện áp lực của em nó sẽ không giống áp lực của anh, đúng rồi, chẳng hạn như vậy. Cho nên á là chúng ta không phải là nói câu như vậy được, tại vì tôi không nhất thiết là phải chịu áp lực như anh, chỉ là cái sự nhắc nhở thôi, cũng như là tôi không nhất thiết phải là cái áp chịu áp lực như anh để mà tôi được ngồi được vị trí như anh. Em hiểu không? Giống như bây giờ á, một người bây giờ đừng nói là bây giờ ngay cái việc gì đi bưng phở, bưng bàn nhà hàng, bản thân Lương Trường chắc chắn Lương Trường khó để Lương Trường chịu được áp lực khi Lương Trường vào những cái công việc như vậy, tại Lương Trường rất là dụng về. Đó là hồi đó Lương Trường á gọi là làm trứng chiên á, đặt cái trứng cái đó thì chỉ có cái vỏ rất nhiều trong cái tô thôi à, còn cái phần trứng á rất nứt đó, cho nên Lương Trường biết á là mình đi làm á là chỉ có đi đàn đi gọi là đi đàn cho một cái tiền mà lương chắc trả hết cái tiền mình đền rớt đồ nọ kia đó. Cho nên á là bản thân Lương Trường á thì cảm thấy nghĩ á là tại vì biết sao, tại vấn đề ở đây là những người nói những câu đó là những người có sức ảnh hưởng rất là lớn với những người trẻ, cho nên á giống như vừa rồi cũng là cái ca sĩ đó cũng có clip cũng rất là hay, nhưng mà lại đem cái vấn đề á là cuối clip á là đem vấn đề là cái chàng trai đó không chịu được áp lực cuộc sống và phải nhảy lầu tự tử. Và cái chuyện đó cháy lên một làn sóng rất là mạnh ở Việt Nam, đến nỗi là bây giờ là bắt buộc mọi người ép ảnh là phải lấy cái clip đó xuống luôn, và ảnh là lấy clip đó xuống luôn, bỏ biết bao nhiêu tiền đầu tư và cuối cùng phải gỡ clip ra luôn. Trong khi cái chuyện mà có những kết thúc như vậy á, đối với nước ngoài á họ rất là open, họ rất là bình thường, tại cái thì có nghĩa là cùng một câu chuyện mà do cái cách nhìn khác nhau, giống như em với anh lúc nãy đó, là cùng một câu chuyện do cách nhìn khác nhau. Ok, cái người nghệ sĩ đó làm cái MV đó là về một cái người bị bỏ rơi, bị xã hội bỏ rơi và cuối cùng là chịu áp lực không được và tự tử, nhưng mà cái lý do Hy làm là để cho mọi người thấy là mình nên quan tâm những cái người xung quanh, đúng rồi, mình đừng đúng có rồi. Đợi đến khi là người ta tự tử rồi mình mới hối hận, đúng rồi. Nhưng mà cái cách người những người khác nhìn, một số người khác nhìn lại thì lại nói là anh đang cổ suý cho những cái người khác thấy là nếu mà cuộc sống mình khổ quá thì cái cách duy nhất của mình là mình kết thúc cuộc đời của mình thôi. Là do cái cách nhìn quá. Do cái cách nhìn của cái, nếu một người nhìn với cái suy nghĩ tiêu cực nó sẽ là tiêu cực. Còn nếu một người nhìn với một cái cách open hơn, mình nhìn nhiều khía cạnh hơn thì nó sẽ là những cái điều tích cực hơn. Cho nên Trúc Loan thấy cái quan trọng là cái quan điểm, cái cách nhìn của từng người nhìn vào cái sự việc thôi. Thì đó thì cho dù á thì chúng ta có thấy là cho dù chúng ta có muốn ngồi ở chỗ nào, tức là trẻ thì chúng ta rất là muốn, ví dụ như là muốn có tiền nhiều, chúng ta muốn được nổi tiếng, chúng ta muốn được mọi người để ý, chúng ta muốn được có cái giá trị đó cho cuộc sống, thì ý Lương Trường ở đây là chúng ta phải đạt đến đó trước đi. Trước khi chúng ta nghĩ cái chuyện là khi đạt được chúng ta có giữ được vị trí đó hay không, chúng ta có chịu được cảm xúc đó hay không, chúng ta có chịu được áp lực đó hay không. Trước khi nghĩ cái chuyện xa xôi đó thì chúng ta hãy là cái nào ta chinh phục nó trước. Và chúng ta nên dám nghĩ dám làm, chúng ta nên đặt những mục tiêu và chúng ta nên theo đuổi mục tiêu đó, tại vì đã gọi là mục tiêu á thì chúng ta cứ đi tới, còn cái chuyện mà đạt được hay không á lúc đó tính sao đó. Chứ đừng có nghĩ là chúng ta đang muốn đi trên con đường đi đến đó cuối cùng chưa gì người ta kêu làm này khó lắm nha, làm được đâu, chỗ ta phải ngày đêm là thức khuya dạy công rồi đó, rồi cuối cùng chúng ta là bỏ ngang khi chúng ta chưa kịp làm gì hết, thì rất là đáng buồn quý vị ơi. Tại vì Luân Trường cũng thấy, ví dụ như trước đây Luân Trường học cái ngành của Luân Trường, bao nhiêu người kêu ồ học này khó lắm, trời ơi học làm vậy không được, nhưng mà khi Luân Trường vô, Luân Trường cũng thấy rất là dễ dàng nói Luân Trường. Cho nên Luân Trường nói là mỗi người sẽ có một cái cách tiếp nhận những cái áp lực khác nhau. Đối với người ta có thể là áp lực, đối với mình có thể là cái sự ủng hộ, một cái sự gọi là cổ động đó. Cho nên là công việc không quan trọng là nó như thế nào, quan trọng là chúng ta có thích hay không, chúng ta có muốn chinh phục nó hay không, thì chúng ta nên làm đó. Cái gì Luân Trường muốn nói lại qua cái câu chuyện này là như vậy. Cái đó là quan điểm của bạn Luân Trường, còn không biết là quý vị khán giả thì mình có cái quan điểm gì, hay là quý vị có những cái chia sẻ gì thì quý vị cũng có thể gửi email về cho chúng tôi đang có cái địa chỉ ở trên màn hình, hoặc là quý vị muốn bảo trợ cho chương trình Bạn Nghĩ Sao, quý vị nhớ gọi điện ngay tới cái số phone đang có ở trên màn hình. Và thời lượng của chương trình thì cũng đã khép lại rồi, chúng tôi cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe chương trình, mến chúc quý vị và gia đình có nhiều sức khỏe và luôn được bình an. Xin trân trọng kính chào.